Cô ra cô chị Pira lần đi ra. Tôi quay lại nha các bạn. Trời ơi. À gì nữa, dẫn em với mọi người về đi anh. Bây giờ ta đổi ý rồi. Người có hai sự lựa chọn. Một là một mình ngươi được đi về, hai là mọi người về hết. Nhìn cái lời bình thường và ngươi phải ở lại đây. Hả? Chọn đi. Anh cho em 5 phút để em suy nghĩ coi. Luôn á, hôm qua mới bị người yêu đá đít mình, trời ơi nó buồn, hay à, buồn quá trời buồn luôn rồi, quá trời buồn luôn. Ủa cái này cái gì đây? Ui cái này là ký hiệu chuồng dương tâm giác mà, không lẽ cái này nó mời mình đi chơi switch game ta, phải qua nhà cô nó liền mới được. Chán quá mình đó. Còn anh thì tức luôn á. Sao anh tức vậy mạnh? Anh nói cho em nghe nè, hôm qua anh mới đi cô gái, nó xin cô hình công gọi anh dẫn nó đi bao ăn, nó xong anh bao hết tiền rồi xong mới chia tay anh. Ơi anh quen gái làm gì, hai anh em quen nhau được rồi. Thế sao em buồn? Em á, ở nhà em coi điện thoại nè, ăn nè, ngủ rồi, em chán quá. Vậy mà chán luôn hả? Ừ. Trời ơi tức quá, anh chịu ngủ luôn. Đừng làm bậy mà anh, đừng làm bậy. Anh đi tiểu không mà, em buông anh ra đi. Ủa anh đi tiểu hả? Ừ đúng rồi. Anh đi đi. Trời ơi em còn giám sát anh nữa mới chịu à. Chán quá, không có gì chơi, không có gì làm luôn em. Ê ngày chơi. Cái gì đây? Cái này là gì? Tự nhiên chồng dung tâm giác kỳ vậy ta. Sao em không có cái gì vậy? Đâu để anh coi. À, tròn dung tâm giác giống anh luôn nè. Chắc hồi nãy là em lật bề ngựa khôi. Tròn dung tâm giác hả? Hình như là giống chị chơi switch game. Vậy là mình được triệu hồi trong trò chơi switch game đó em. Thôi tới nhà cô đi. Ừ đi thôi. Ủa ai gõ cửa nhà mình ra ơi? Cô cũng nghe. Ai gõ cửa mà hình vậy ta? Ủa đâu có ai mẹ. Ủa mày cắm cái gì kìa Trang? Wow, cái có hình tròn này, hình vuông này, hình tam giác. Ờ lạ quá vậy ta. À, con biết rồi mẹ ơi, cái này con coi trong trò quiz game á. Là gì con? Dạ cái này là tấm thẻ người ta mời á. À, ôi con. Vậy con? Nè, con được mời đi quiz game nè. Em cũng vậy luôn á. Con thấy Trang cũng bất ngờ nhận được trước cửa nè. Wow. Ủa mà anh Vinh đâu? Ủa anh Vinh mới đây mà. Con cũng vậy á mẹ. Ừ, mất rồi. Rồi. Em ở đây nè mấy anh ơi. Hả? À, Vinh đã bị ta thu phục rồi. Các ngươi đã triệu tập đông đủ ở đây thì hãy theo ta đi chơi trò chơi quýt game ngoài đời thật thôi. Hả? Trời ơi Vinh biến thành búp bê hết cưng quá, để chị lại xem coi. Trời ơi nhận không ra Vinh luôn. Trời ơi Vinh không phải là Vinh nữa rồi. Không nói nhiều nữa, các ngươi hãy theo ta đi đến địa bàn của ta để chơi trò chơi mọi người. Đi thôi. Thôi, ở đây cái gì cũng màu đen, không lẽ đây là địa ngục ta? Đúng rồi, địa bàn của ta mà. Chừng nào mình mới về anh lên. Chừng nào các ngươi có một người chiến thắng trò chơi đây. Ủa, nào mặc áo gì đây? Ừ, nãy giờ nhắc mới để á, tự nhiên trên người của mình có số nữa nè. Thôi mà em cũng vậy á. Vậy là mình qua thế giới khác rồi mấy đứa ơi. Trời ơi, nhìn Vinh tội nghiệp quá à. Vậy nào Vinh mới trả hình Vinh với anh Linh. Ông hỏi hại não vậy, sao anh Linh trả lời được, hổ như tôi nè. Chừng nào búp bê trả lại búp bê được đây anh Linh. Trời ơi anh hỏi vậy còn hải não hơn anh Minh nữa. Phải hỏi gì nè, chừng nào búp bê trở thành Vinh bình thường nè anh Linh. Ngó này hỏi vậy ta còn hiểu nè, ai thằng này nè nhìn mặt thông minh mà hỏi ngu muốn chết vậy đó. Chừng nào có đứa nào thắng trò chơi này nè mới được về như cũ. Ủa luật chơi là sao anh Linh? Thấy búp bê kia không, nó hát xong nó quay lại mà thấy đứa nào còn cử động sẽ bị xử. Trời cái này với ẹt có gì đâu. Đúng rồi cái này đồ bỏ thôi. Ừ còn ta chưa nói hết. Các người thấy cái mấy mảnh giấy trên đây không? Đó là cạm bẫy. Các người đi trúng mấy cạm bẫy này sẽ thấy. Vậy là hên xui hả anh Linh? Cô thấy trò chơi này có vẻ rất là kịch tính đó mấy đứa ơi. Bây giờ không có nhiều nữa, các người hãy chọn đường của mình đó. Đường này. Rồi, còn đường này không ai chọn, cô chọn luôn. Vậy tôi chọn đường này luôn. Vậy tôi chọn đường này. À, 2-1, trò chơi bắt đầu. Còn có ra có chi biên nè. Thấy búp bê Duyên hát kèo kìa anh em. Búp bê quay kìa tại chuẩn bị đi nè. Coca-Cola có chi pia nè. Coca-Cola có chi pia nè. À lùm tụi chị không có gì đây. Thấy mình cũng vậy nè. Anh cũng được nè. Nói chung cũng được rồi nè. Quá. Wow, cô cũng được tàu khiếu đây nè. Của mình là động tác quan giả trong Refi. Là sao đến? Thì múa đi, múa hay lắm.
của mình là một quả chuối. Chuối đâu anh Linh? Thằng chuối của tao nè. Trời ơi, chuối này mập ghê à. Lộn luôn. Của mình là động tác lắc vai trong Free Fire hay lắm. Mình không ăn gì hết, mình cũng không làm gì hết mà bắt đi một chân các bạn ơi, khó quá. Còn của mình khó hơn trời nữa. Mình đi bò luôn chứ. Anh bò xuống rồi em đi một chân mới khó nè. Rồi cái ngươi thực hiện hình trạng của mình đi. Nhưng mà trong lúc thực hiện, coi chừng búp bê nó ngưng hét là phải ngưng cử động. Đi chưa? Ok, bây giờ mình sẽ tranh thủ làm hình phạt để búp bê quay lại nha các bạn. Sai lầm. Mình sướng nhất luôn nha các bạn, mình được một quả chuối. Đi lên nha. Còn mình thì tranh thủ làm hành động lắc bay nha các bạn. Một, hai, rồi. Còn mình phải chịu thật đi một chân nha các bạn. Còn mình thì phải bò chứ các bạn, phải lấy dép lót chứ thôi đau dọa lắm. Ây da, công nhận cái hình phạt này nó chua chứ. Đi lên nha. Ê, búp bê quay lại. Búp bê quay lại, kệ đi đi. Đi cái gì? Chắc mình nghĩ không xong rồi các bạn ơi, chắc này nua rồi. Cuối cùng đã ăn hết rồi. Ôi sao đồng đội mình đi nhanh quá vậy? À, mình có vỏ chuối. Đây là cái bẫy nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho đồng đội mình. Chơi trò chơi Squid Game không có tình nghĩa anh em gì đâu, bằng mẫu giá anh phải chiến thắng mới được. Còn có là có chi kia nè. Ê, gì đây? Cái này là động tác bày bí sắc trong Free Fire vậy các bạn. Trời ơi, đi không kịp mất nhảy hành động nữa. Để nó nhiều quá. Còn có là có chi kia nè. Ây á. À, số 002 thiếu ta. À, loại được một cái hũ rồi. À, có cái lá thăm này, để bóc có gì đây. Trời đất ơi, ra gồng lớp rồi mà gặp cái gì nữa đây. Ôi, động tác nhảy dây cuốn trong Free Fire hai lần luôn hả? Vậy mình đứng kệ hả ta? Đứng nhảy nhảy ha. Nhảy đi, nhảy. Bò nha. Ui. Nhảy xong rồi em được đứng hay em lớp với y chang nãy nữa anh Linh. Đâu có dễ đâu con trai, bò tiếp. Ui, lại là lớp nữa. Ha ha, mình đi trước anh Linh rồi. Hả, giờ tới mình lại có trước ngay giật rồi. Hả? Wow, của mình là 1234 trừ 43 bạn. Sao số này lớn dữ vậy ta? Ha ha, tính tới ngày mai chưa xong đâu nha em. À, mình có chứng ngại vật kìa. Con cũng có chứng ngại vật nữa nè. Trời ơi, động tác múa quạt trong Free Fire hai lần nữa tụi con ơi. Buồn quá con ơi, con vô là đi chậm nè. Hả? Đi chậm. Chúc mừng con. Có nhiều quá, múa lẹ. Chia chia. Còn cô la cô chị. À, tính xong rồi chính là 1191. Đúng rồi, đi tiếp. Trời ơi, đi chậm biết chừng nào tới đây. Ha ha, này thì anh Mạnh dục vỏ chuối cho em. Buồn quá. Búp bê quay lên rồi. Bây giờ còn mình Trang thôi. Mình chỉ bò. Mạnh thì đi chậm. Còn cô la cô chi pia nè. Còn cô la cô chi pia lần này đó. Mình là một chai nước lớn. Nè. Trời ơi, mình uống hết chai nước này chắc thua luôn quá. Cái gì quá, uống đi. Mình còn chút xíu nữa là tới đó tụi các bạn ơi. Thôi kệ đi, chậm mà chắc. Trời ơi, chai nước mày uống no quá, mới uống có miếng à. Tụi ra cơ chì với mình ra. Trời ơi, gần tới đích rồi mà phải ăn hết bịch bánh. Nè. Ơi. Dù sao cũng đỡ hơn Trang có nguyên chai nước bự. Bánh gì nó nhiều mà nó cay nữa, ăn biết chừng nào tới. Không có nước uống nữa. Anh chậm mà anh gần qua em bởi nha, em lo uống đi. Dương à. Nào quá. Dùng chút xíu nữa sắp đi đất rồi. Cô chị tia rồi mẹ. Cô có la cô chị tia rồi mẹ. Mình chơi được đích rồi. Hả, mình chưa uống hết chai nước mà anh Minh về đích rồi. Wow, cuối cùng mình cũng ăn xong bịch bánh rồi, mừng quá. Ôi ơi, Minh đã về đích luôn rồi. Đúng rồi.
rồi. Ba người còn lại thua rồi. Yeah, em số 001 phản hồi anh Linh ơi. Là cái gì vậy? Ở đây không có chơi BD nha. Hồi nãy mình bóc vô cái phiếu bò là mình tưởng thua rồi. Ai nhờ mình thắng chứ, trời ơi nó đã. Em thắng rồi, còn chần chờ gì nữa. Dẫn em với mọi người về đi anh. Chừng nào mình mới về anh Linh? Chừng nào các ngươi có một người chiến thắng tụi tôi đây. Bây giờ ta đổi ý rồi. Ngươi có hai sự lựa chọn. Một là một mình ngươi được về, hai là mọi người về hết. Vinh trả lời bình thường và ngươi phải ở lại đây chơi với ta. Hả? Sao anh Linh trở mặt như trở bàn tay vậy anh Linh? Bàn tay trở không dễ chứ cái gì trở dễ. Ây da, giờ sao ta? Chọn đi. Anh cho em 5 phút để em suy nghĩ coi. Hello, hello, do you remember me? I'm the one that broke your heart. Mình đi về thì mình sẽ bỏ mọi người ở lại. Không có được đâu. Thôi kệ đi, một người về thì bốn người. Thôi em sẽ chọn, em sẽ ở lại, mọi người đi về. Chắc chưa, ở lại là bị xử luôn. Em chắc rồi. Anh cứ cho mọi người về đi, em ở lại với anh. Ta thử lòng ngươi thôi. Ngươi thiệt là tốt bụng. Bây giờ mọi người được về hết. Em được về luôn anh. Đúng rồi. Cảm ơn Linh nha. Ôi, cuối cùng mình cũng chơi được cái nhà đó. Ôi, dính cho lại bình thường rồi, hết cái hầu rồi. Qua trò chơi con mật này, mình rút ra một bài học đó chính là phải trân trọng cuộc sống, phải siêng năng làm việc không chán nản nữa. Còn mình sẽ cố gắng học tập không ham chơi nữa. Đúng là mình có lòng tốt thì mình sẽ được đền đáp xứng đáng. Tụi con rút ra bài học cho bản thân như vậy là tốt nha. Vinh hồi nãy Vinh làm búp bê có nhớ gì không Vinh? Em có nhớ gì hay chưa? Ôi, nãy mắt trời lắm luôn á. Cái má Vinh đỏ nè. Nói chung là búp bê rất là dễ thương. Ủa, em có làm búp bê hồi nào đâu ta? Có. Em có đó, chắc là giấc mơ mộng á. Rồi thôi video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay chồng đăng ký kênh nha. Chào tạm biệt. Chào tạm biệt.